Hai chào tất cả mọi người đã đến với kênh trong chim mình vui của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái mini game nhỏ nhỏ cho anh em cùng chơi. Tại vì lâu rồi mình cũng không làm mini game á mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái mini game về tặng chim cô gái nha mọi người. Thì như yêu cầu của một số anh em thích nuôi cô gái kêu mình làm cái mini game về cô gái thì hôm nay mình sẽ làm ha. Thì phải lựa chơi như thế này là mình sẽ chơi dựa vào cái đại sổ số ngày miền Bắc thứ hai nha mọi người. Và số như thế nào á, là số là mình sẽ dựa vào tên số điện thoại của anh em, và mình sẽ dựa vào là ba con số cuối và lấy giải đặc biệt của ba con số cuối đó nha mọi người, và sẽ tra tên số điện thoại của anh em coi xem số nào trúng giải ha. Thì cái tổng cô gái ở đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Mình sẽ bắt ra mọi người, nó chỉ có một con thôi. Thì mình sẽ nói nhắc lại là phải là chơi như thế nào ha. Thì là chơi là anh em cứ comment số điện thoại vào bên dưới cho mình, và mình sẽ dựa vào ba con số cuối cùng của số điện thoại của anh em, và mình sẽ trao vào kết quả giải đặc biệt của Đài Hà Nội chiều tối ngày thứ hai nha. Đây cặp tiền quá cho mình không cho nó đẻ nữa cho nên mình để chim con nó lớn luôn mọi người. Đây nó đang dắt con đó, con nó bây giờ đang muốn bằng chim bố mẹ luôn rồi. Thôi mình xin kết thúc tại đây nha. Mong anh em chia sẻ cho được nhiều người vào cùng tham gia với mình cho vui. Thì anh em có thể là chia sẻ lên Facebook để được nhiều người được biết hơn, biết đến cái thể loại chơi này hơn. Và anh em nhớ comment comment số điện thoại vào nha, và cho mình xin thêm một like rồi đăng ký nữa nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn mọi người lại clip sau nha.